Ngày 5 tháng 9 mới đây, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phương Nam, sinh năm 1979, trú tại phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù về tội giết người. Theo bản án sơ thẩm, năm 1976, ông Nguyễn Công Nhuận, sinh năm 1950 ở Hà Nội, kết hôn với bà Nguyễn Thị Hồi, sinh năm 1951 và sinh ra Nguyễn Phương Nam. Năm 1992, bà Hồi bỏ nhà đi từ đó, bà Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1956, em ruột bà Hồi, quê Bắc Giang, thay bà Hồi chăm sóc Nam như người mẹ thứ hai. Cho tới năm 1998, bà Bình đến sống chung như vợ chồng với ông Nhuận tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, nhưng hai người không đăng ký kết hôn. Nam được dì ruột và cha chăm sóc đầy đủ, tốt nghiệp đại học và làm tại một cơ quan báo chí trung ương. Trong quá trình công tác, thỉnh thoảng Nam bị đau đầu, những lúc như vậy, Nam đều được gia đình đưa đi khám bệnh và cho uống thuốc điều trị. Sau khi lập gia đình riêng, năm 2019, Nam xảy ra mâu thuẫn với vợ và muốn ly thân nên chuyển về ở cùng ông Nhuận, bà Bình. Thời gian chung sống tại nhà ông Nhuận, giữa Nam và bà Bình thỉnh thoảng có xích mích, bất đồng quan điểm. Khoảng 16h30 ngày 15 tháng 7 năm 2021, Nam từ tầng 3 đi xuống tầng 1 để uống nước. Lúc này bà Bình đang đứng đối diện với tủ lạnh để pha cà phê. Do bất cẩn nên Nam đã va vào người bà Bình làm đổ cốc cà phê ra để nhà. Từ một việc còn con như vậy đã khiến hai dì cháu lời qua tiếng lại. Trong lúc thức giận, không thể giữ nổi bình tĩnh, Nam đi ra bếp lấy con dao và bất ngờ chém vào lưng và đỉnh đầu bà Bình. Vừa chém, Nam vừa buông lời chửi rủa. Sau đó, Nam tiếp tục chém nhiều nhát vào người dì cho đến khi nạn nhân ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Ghi ăn xong, Nam chạy xuống tầng 1 và gặp cha đi từ ngoài về. Nam thú nhận luôn với cha về hành vi giết người của mình vừa rồi. Ông Nhuận đi vào nhà, nhìn thấy bà Bình nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, trên người đầy máu nên vội gọi cấp cứu và báo cơ quan công an. Bà Bình sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 9 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021 thì tử vong do bị thương quá nặng. Nam bị bắt giữ cùng hung khí gây án ngay chiều hôm đó. Quá trình luận tội, đại diện về kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, bị cáo Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Quá trình điều tra, Nam đã thành khẩn nhận tội. Có mặt tại phiên tòa, gia đình bị cáo Nam xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Họ cho biết Nam bị tâm thần 10 năm nay. Mỗi năm, bị cáo đều lên cơn một lần và gia đình đều cho dùng thuốc thì thấy đỡ nên chủ quan. Đó là nguyên nhân khiến bi kịch đau lòng đã xảy ra. Tuy nhiên, sau khi đánh giá hành vi phạm tội của nam, hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội.